thì cái tuyển dụng đại lý rất là dễ. Bây giờ các bên nó đều đang phát triển OOA, thậm chí là có rất nhiều người mặc một số cái áo mà tôi nhận ra đấy là hãng gì, ví dụ chị đầu bàn, tôi là người cực kỳ tinh luôn nha. Rất nhiều mô hình đang phát triển như vậy, không sao cả, không sao cả. Nhưng mà vấn đề là gì ạ? Bạn bán thành công hay không thôi. Nó cũng giống như thời trang ấy, có cửa hàng mở ra thì chết, có người mở ra lại thắng, đúng không ạ? Vâng. Bán hàng online ở Việt Nam, các bạn nghĩ bao giờ nó chết? Tôi nghĩ nó không bao giờ chết, nó chỉ phát triển rất tốt trở lên thôi. Vì càng ngày con người càng bận, càng lười, công nghệ càng phát triển, các dịch vụ càng chọn gói. Ngày xưa 5 năm trước anh chị mua hàng online là điều xa xỉ. Bây giờ hầu như ai cũng mua online. Thậm chí như nhà tôi, kẹp đánh răng mua online là có tin không? Hàng sách tay ấy. Đấy, kẹp đánh răng dầu bộ đầu cũng phải là nhặt một bớ xong rồi nó mang đến tận nơi. Khi hiểu như thế. Vì sao? Vì khi làm suốt như này lấy đâu rồi em? Bây giờ ở đi siêu thị nửa ngày chắc người điên lắm. Đúng không ạ? Không có nhu cầu. Online thì chỉ có tốt lên thôi, cái gì. Vấn đề là bạn có theo kịp xu hướng hay không. Tôi hứa với bạn, để các bạn đừng có nghi ngờ. Smartphone ngày càng nhiều, ngày càng rẻ. Mạng xã hội ngày càng bùng nổ. Đừng có nghi ngờ. Chỉ có tiếc là mình già rồi hay là mình không chịu làm. Đừng có ân hận sau này. Mấy năm nữa lại gọi là ngày xưa em đi học hội thảo thầy nói hay quá mà em cũng thế này em cũng thế kia giờ vãng đi. Năm nay em cũng phải cực đoan với online. Bây giờ em hối hận quá. Hối hận thì chuyển khoản 100 triệu vào đây. Hết hối hận. Để thầy dạy tiếp cho. Đúng không? Thầy không bán nhưng mà chuyển 100 triệu vào đây thì sẽ hết hối hận. Để đào tạo cho mà. Dễ không ạ? Làm này chi tiết không? Cực kỳ dễ. Nó chẳng có kỹ thuật gì phức tạp. Cần một cái điện thoại. Bật lên cái chọn không gian nền đằng sau đẹp. Ăn mặc đồ tóc gọn gàng lịch sự. Được chưa? Hãy coi như đấy là mình đang bán hàng. Mình đang online để tư vấn cho khách hàng. Đấy. Điện thoại rất chuẩn bị đầy đủ. Bắt đầu ngồi live stream. Viết kịch bản ra. Làm càng kỹ càng tốt. Biết đâu đấy các bạn sẽ trở thành một người thành công thì sao? Đấy các bạn biết cái ca sĩ Hoa Minh không? Biết thằng đấy không? Ừ. Thế nó cứ ngồi nó hát thôi. Thế nào nó hát, thế nào nó rất tình thích. Lượt xem lên cao, xin thưa bây giờ nó đi hát thì các xe bằng với Đàm Vĩnh Hưng. Bằng luôn. Đấy, nhiều khi cuộc đời nó cũng khó hiểu. Và tôi đã thử nghe cái bài của anh ta hát ở trên mạng rồi. Có những đoạn anh ta ré lên. Đúng không? Không hề có chất giọng và thanh nhạc gì cả. Thế nhưng mà cộng đồng họ thích là được. Bạn không thích là việc của bạn. Đúng không ạ? Cộng đồng thích và ra tiền. Các ca sĩ có muốn thế không ạ? Thèm lắm chứ. Bếch làm được. Ô nói thật. Thèm lắm. Ông đấy ông live stream nghe giang hồ đồn đỉnh cao là 120.000 mắt. Người mà streaming có số lượng xem và kỳ lương của Việt Nam luôn. 120.000 mắt. Các bạn biết một VTV vừa rồi phát một cúp live stream mà cũng chỉ được khoảng 10.000 mắt là đứt thực vật. Server không tải nổi. Mà World Cup là hot như thế. Mà thằng kia nó phát live stream ca nhạc 120.000 người xem cùng một lúc. Kết thúc video của nó phải đạt tầm 500.000 đến 1 triệu view. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Bây giờ một số mà nó quảng cáo cho khách hàng cũng toàn vài chục đến cả trăm củ. Trong cái buổi live stream của nó hát mấy bài cho các bạn nghe ấy. Nó giới thiệu chào các bạn đây là sản phẩm gì của bên gì đấy mấy chục luôn thế thôi.
mình chỉ cần bừng sáng một khoảng thời gian như thế thôi. Rồi, có trên mạng thì tôi kết luận như thế này, trên mạng thì có rất nhiều các cái cơ hội để các bạn thành công, có rất nhiều mô hình để các bạn thành công. Vấn đề là các bạn có dám làm hay không thôi. Tôi dùng từ là dám làm nhé, nó không khó. Bạn sợ xấu hổ, bạn sợ ngại, bạn sợ mình lớn tuổi, bạn sợ mình không làm được, bạn sợ mình là giáo viên, bạn sợ mình là bác sĩ. Không phải. Tất cả những cái sợ đấy đều không đúng. Tôi nghĩ điều đáng sợ nhất là mình không có cuộc sống hạnh phúc, không kiếm được tiền để đảm bảo cái cuộc sống của mình theo ý của mình. Còn những thứ đấy nếu mà mình làm được thì rất tuyệt vời. Tôi nói anh chị nghe, nếu như tôi mà không bước qua được cái rào cản này, tôi là giảng viên đại học, tôi kinh khủng lắm, tôi học vấn đề mình, tôi không live stream được cái thứ vớ vẩn. Xin thưa các bạn, bây giờ chết đói không phải hoành tráng này đâu. Rất nhiều người anh chị ngồi đây đều là công chức của tôi, và xin thưa không có tiền đâu. Tôi đang hình trên Zalo đi du lịch, suốt ngày họ hỏi tôi là Phan Anh đi nhỉ? Ở ba có tiền em đi. Ừ, hôm nọ có anh hỏi vay tiền. Mấy câu đầu tiên là dạo này em đi du lịch rồi, vâng em rảnh rỗi em đi làm ăn được thì đi cho nó biết này ạ. Thế là thứ năm sắp tới đi video, sắp tới em đi Mỹ rồi, có thư mời đi Mỹ rồi. Thế đi hết bao tiền em không biết, chắc khoảng 100 triệu gì đấy, chắc là cỡ đó. Xong hỏi thế có cho anh mượn tiền được không, bảo tiền thì em không có, tiền đi du lịch thì có, tiền cho vay được không. Cứ lúc nào mà nhớ đến cảnh mà đứng cho vay quỳ đòi nợ thì phải có lời từ chối quyết liệt. Nhưng mà tôi vay thì nhớ cho tôi vay đấy nhé. Tại vì sao? Tôi rất uy tín, chưa bao giờ sai hẹn của ai. Đấy. Thôi đấy, thì chia sẻ của chiều nay một tiếng của tôi đã hết rồi. Bây giờ xin hỏi các bạn có câu hỏi gì không? Phần tôi vừa trình bày bán hàng trên profile, bán hàng bằng live stream. Các bạn lưu ý nhé, vì là hội thảo cho nên là tôi sẽ đào tạo, chia sẻ mang tính định hướng thôi. Tôi sẽ không dạy các kiểu bập 1, 2, 3, 4, 5 là. Thì nếu mà các bạn muốn kiểu dẫn tay chỉ việc 1, 2, 4, 5 là thì các bạn đến lớp của tôi. Thì tôi sẽ hướng dẫn, thứ nhất là ngày rộng tháng dài, nó có nhiều thời gian hơn. Đó, mặc dù là tôi đã làm hội thảo là tôi đã bàn với anh Hồ và chị Kiều Anh là mình phải làm cả ngày, thì học viên người ta mới học được nhiều. Chứ nhiều chương trình có độ 2-3 tiếng chưa nói xong thì đã đi về rồi. Đấy, tôi đã phải cố gắng dạy cả một ngày. Thì bây giờ anh chị lưu ý là học thì có rất nhiều thứ để học. Bán hàng online bây giờ có rất nhiều kênh, và mỗi một kênh thì chúng ta phải có quá nhiều kỹ thuật rồi. Nhưng việc đầu tiên là mình phải xác định là mình có muốn làm được đấy không nha. Nếu mình muốn mình sẽ làm được, còn đừng bao giờ lại chuẩn bị là nhưng mà, đúng không ạ? Cứ cái đoạn nhưng mà cái đoạn này rất chán. Tức là kiểu như là em giờ em hai con rồi, em bận lắm rồi, em đi làm ai chả thấy trình bày gì. Thế các bạn nghĩ là mỗi mình các bạn có con, người ta có con, các bạn nghĩ mỗi mình các bạn bận, người ta không bận. Đừng bao giờ giải thích, đừng bao giờ trả lời theo cách như thế. Câu hỏi là bạn có muốn điều đấy không? Nếu muốn bạn sẽ làm. Không có người mình không biết này, mình gia nhập đội nhóm hoặc là mình tìm thầy, người ta sẽ dạy cho. Thế thôi. Câu hỏi? Có câu hỏi không ạ? Mời chị. Tôi thường Facebook thì toàn thực hiện rất là đẹp.
Ok. Ý là không 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 biết được đúng không? Không biết.